Có một cách làm con trai cô sống lại, đó là sử dụng linh miêu. Phải kêu gọi những u hồn ở rừng thiên nước độc hội tụ về, lần lượt giết chết những kẻ đã khiến nó chết quá. Gia đình là ác tình càng lớn thì báo ứng mà quỷ dữ rắc sẽ càng thê thảm. Đùa móc mà choi mâm sáng, cái con chưa quát lắm rồi mà không có cửa xíu gì hết. Nếu con trai thì giữ lại thì nghe mà khám sanh mà cái xử lý đấy chứ. Nhà mày biết con á, nhất cho nhì là lầy nó. Ông bà mình ngày xưa nói á, đàn ông là trụ cột, còn đàn bà chỉ là nâng khăn sửa túi mà thôi. Mờ bị choi xem không biết nữa, chắc đã muộn lấy làm mờ cho chí nữa. Quỷ đói nó đang ngờ ở đứa cháu đích tôn nhà mẹ ấy. Nếu để nó sống lâu ở trong nhà thì quỷ đói sẽ lấy hết phúc khí của cả nhà. Con cũng dụ bí mật cho mợ, sao mợ lỡ đối xử với con như thế hả mợ? Gọi thầy sớm đưa Gia Cường đi làm lễ tối đi. Mà Gia Cường thằng là cháu của mã đó, thầy sớm mà nhẫn tâm như rùa. Không lẽ con đợi cho ma quỷ làm giá tộc ta tiêu phá mai răng? Dây mượn của ma quỷ bao nhiêu thì trả lại cho ma quỷ bấy nhiêu. Trả lại con mình rồi.